lạnh quá. Yếu. Xin chào anh em. Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2018, Deva lại mang một siêu phẩm về với anh em đây. Một siêu phẩm mà nếu đã là khách hàng quen thuộc với Deva từ lâu rồi thì anh em sẽ biết đến nó. Mẫu vật lửa Promit BNC005. Mẫu lửa này thì đã từng làm điên đảo thị trường một thời gian vì chất liệu bằng đồng cũng như cơ chế bật cối kiểu ý cổ rất là được anh em ưa chuộng. Ngoài ra thì giá thành cũng rất là rẻ nữa. Mẫu vật lửa này sử dụng xăng đá bớt của Zippo, anh em hoàn toàn có thể dễ dàng thay thế khi dùng hết. Đó, anh em có thể nhìn thấy. Mở cái ốc này ra để cho xăng này. Đó. Ngoài ra cái phần ốc này nó sẽ có gen gioăng cao su để chống rò rỉ xăng một cách tốt nhất. Khi anh em mua vật lửa thì sẽ được tặng hai cái gioăng cao su này để dự phòng cho anh em. Ngoài ra anh em có thể vặn chỗ này ra để thay đá này, rất là dễ thôi. Buồng đốt anh em có thể kéo lên kéo xuống được, tùy anh em thích sử dụng như thế nào. Kéo lên thì sẽ chắn gió tốt hơn rất là nhiều. Đó, đánh lưỡi rất là nhạy. Ngoài ra khi anh em mua mẫu bật lửa này thì sẽ được tặng ngay 3 viên đá và một cái dụng cụ để vệ sinh bật lửa, nhất là buồng đốt. Anh em có thể nhìn thấy chiếc hộp của mẫu bật lửa này được làm bằng gỗ rất là sang trọng. Đó. Anh em có thể đặt hàng bằng cách để lại số điện thoại bên dưới bài viết này hoặc là inbox cho Deva Shop. Ngoài ra anh em có thể gọi đến số điện thoại trong này 024 66 59 888, địa chỉ là 402 Trần Cung, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đó. Muốn có bật lửa độc chơi Tết thì hãy đến với Deva anh em nhé. Xin chào anh em.